Mọi người, lại là mình đây. Ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái clip unspot và nói chung là một cái vlog nhỏ nha mọi người. Thì trước tiên là mình sẽ unspot cái hàng hủy này nha mọi người. Tại vì đây này là bạn ấy đặt hàng xong rồi, ba mẹ không cho đặt nữa nên là bạn ấy hủy nha. Và mình nói với mọi người là nếu như mà mọi người thà mọi người hủy đơn chứ mọi người đừng có bom đơn nha mọi người. Xin mọi người luôn, nếu mà mọi người có thể, mọi người không nhận hàng được thì mọi người có thể hủy ngay cái lúc mà mình chưa đưa hàng cho shipper nha. Thì mọi người hủy thì mình cũng không có nói gì đâu. Còn nhưng mà mọi người mà hủy cái lúc mà mình đã đưa hàng cho shipper và mọi người không lấy thì mình sẽ tính là mọi người bom hàng mình nha. Và lúc đó thì mình sẽ ra mọi người là mọi người cố tình bom hàng thì mình sẽ click mọi người lên đây thì bạn ấy thì mình biết là hiện tại cái đơn vị vận chuyển ở chỗ mình họ vẫn rất là chưa có mở hết được đó mọi người, như là mọi người hãy cho mình thời gian để mình gửi hàng nha. Thực sự là mình, mọi người mà đặt hàng với mình á thì khi mà mọi người vừa đặt xong và là mình đã chuẩn bị hàng cho mọi người rồi, chứ mình chuẩn bị hàng luôn và mình đã gói hàng sẵn xong xuôi rồi, giờ chỉ đợi shipper qua lấy hàng thôi mọi người ơi. Nên là mọi người thông cảm chờ chút giúp mình nha. Có nhiều bạn cũng hỏi mình quay video và đăng lên chưa, thì các bạn mới đặt có tầm vài phút thôi các bạn cho mình là hãy đăng video đi, mà trong khi mình còn chưa kịp edit nữa. Ok.